quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Theo hãng tin BBC, một chiếc trực thăng bất ngờ đâm vào nóc khách sạn Doherty by Hilton vào khoảng 1 giờ 50 phút theo giờ địa phương, gây ra hỏa hoạn và buộc khoảng 400 người ở khách sạn phải sơ tán. Giới chức địa phương cho biết trên trực thăng chỉ có duy nhất phi công và người này đã thiệt mạng tại hiện trường. Hai vị khách của khách sạn gồm một cụ ông khoảng 80 tuổi và một cụ bà khoảng 70 tuổi đã được đưa đến bệnh viện do họ bị sốc sau vụ tai nạn. Cảnh sát bang Queensland và cơ quan giám sát an toàn hàng không Australia đang điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Trong khi đó, công ty sở hữu chiếc trực thăng cho biết chuyến bay được thực hiện trái phép. Bà Amanda Kay, một vị khách lưu trú tại khách sạn mô tả, đã nhìn thấy chiếc trực thăng bay cực thấp và không có đèn chiếu sáng trong thời tiết có mưa. Bà Amanda Kay nói, trực thăng đã quay vòng và đâm vào tòa nhà, đồng thời cho biết thêm rằng chiếc trực thăng sau đó đã nổ tung. Một người khác cho biết cô nhìn thấy chiếc trực thăng bay ngang qua khách sạn hai lần trước khi xảy ra vụ va chạm. Theo dịch vụ cứu thương Queensland, hai cánh quạt của trực thăng đã rơi ra và một cánh quạt đã rơi xuống hồ bơi của khách sạn. Các con phố xung quanh khách sạn đã bị phong tỏa và cảnh sát tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Một máy bay loại ATR-72 thuộc hãng hàng không Volpat Linhares của Brazil đã bị rơi xuống thành phố Vinhedo vào lúc 13:30. Theo thông tin mới nhất từ truyền thông của nước này, giới chức Brazil lo ngại rằng nhiều khả năng toàn bộ 61 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay bị rơi ngày 9 tháng 8 đều đã thiệt mạng. Nguồn tin cho biết máy bay gặp nạn là loại ATR-72 thuộc hãng hàng không Volpat Linhares của Brazil bị rơi xuống thành phố Vinhedo vào lúc 13:30 theo giờ địa phương khi đang trong hành trình từ Cascavel, bang Paraná, đến Guarulhos, São Paulo. Khu vực máy bay rơi cách São Paulo 80 km về phía Tây Bắc. Một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay dường như lao xuống khu vực có nhiều cây cối, sau đó xuất hiện một đám khói đen lớn. Theo thông tin sơ bộ, đã không có tín hiệu khẩn cấp nào được phát hiện trước khi chiếc máy bay gặp nạn. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được điều tới hiện trường vụ tai nạn và cơ quan chức năng Brazil đã mở một cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thảm họa này. Phát biểu trong một sự kiện diễn ra sau đó một thời gian ngắn, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã thông báo về vụ máy bay rơi và cho biết dường như toàn bộ hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay đã thiệt mạng. Ông đã yêu cầu một phút mặc niệm các nạn nhân xấu số. Trước đó không lâu, tại Brazil, ngày 4 tháng 8, một chiếc máy bay cũng đã bị rơi xuống một trang trại nằm ở đoạn km 5 của tuyến quốc lộ Senado Teutonio Vilela, cách thành phố São Paulo hơn 520 km và bốc cháy khiến 3 người trên máy bay thiệt mạng. Sau khi rơi xuống, máy bay bốc cháy và 3 người trên máy bay không qua khỏi. Trong diễn biến khác tại Chile, chiếc máy bay Piper Navajo bị mất liên lạc lúc 9:13 ngày 9 tháng 8 theo giờ địa phương, tức 20:13 cùng ngày theo giờ Việt Nam, ngay sau khi cất cánh. Ngày 9 tháng 8, Tổng cục Hàng không dân dụng Chile DGAC thông báo 7 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay nhỏ chở những người này bị rơi ở miền nam Chile. Tổng cục Hàng không dân dụng Chile xác nhận phi công cùng 6 hành khách trên máy bay đã thiệt mạng. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc. Điều kiện thời tiết không thuận lợi cùng với địa hình đồi núi phức tạp gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm thi thể của các nạn nhân. Ngày 9 tháng 8, giới chức quản lý ngành hàng không Brazil thông báo hộp đen của chuyến bay số hiệu 2283 thuộc hãng hàng không Volpat bị rơi ở thành phố Vinhedo, bang São Paulo đã được tìm thấy và sẽ được gửi đến Brasilia để phân tích. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Brasilia, các giám đốc Trung tâm Điều tra và Phòng ngừa Tai nạn Hàng không CENIPA và Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc gia ANAC cho biết không có thông báo khẩn cấp của các phi công trong chuyến bay gặp nạn làm 61 người thiệt mạng, bao gồm 57 hành khách và 4 phi hành đoàn. Chuẩn tướng Marcelo Moreno, giám đốc CENIPA cho biết các hộp đen vẫn còn nguyên vẹn và còn quá sớm để xác định nguyên nhân của thảm kịch này. Đồng thời, đại diện lực lượng quân cảnh São Paulo thông báo không có người sống sót trong vụ tai nạn. Máy bay gặp nạn là loại ATR-72 thuộc hãng hàng không Volpat Linhares của Brazil bị rơi xuống thành phố Vinhedo vào lúc 13:30 theo giờ địa phương, khi đang trong hành trình từ Cascavel, bang Paraná đến Guarulhos, São Paulo. Khu vực máy bay rơi cách São Paulo 80 km về phía Tây Bắc. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay bị mất thăng bằng và lao xoắn ốc xuống một khu vực dân cư và bốc cháy. Theo nhà chức trách, không có ai dưới mặt đất bị thương vong. Cả máy bay và phi hành đoàn đều có đầy đủ giấy phép cần thiết và còn hiệu lực, cũng như tiêu chuẩn an toàn hợp lệ. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 8, một chiếc trực thăng gặp nạn ở miền trung Nepal khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm phi công và 4 du khách Trung Quốc. Chiếc trực thăng của hãng hàng không Air Dynasty gặp nạn khi đang bay từ thủ đô Kathmandu của Nepal đến khu vực Siabrubisi, điểm xuất phát của nhiều tuyến đi bộ đường dài nổi tiếng với khách du lịch.
Theo Cục Hàng không Dân dụng Nepal, máy bay mất liên lạc khoảng 3 phút sau khi cất cánh và rơi ở quận Nuwakot, phía bắc thủ đô Kathmandu của Nepal. Một chiếc trực thăng khác được điều động ngay lập tức đến hiện trường vụ tai nạn để cứu hộ. Phát ngôn viên cảnh sát Nepal Dan Bahadur Kaki cho biết, cả 5 người trên máy bay, bao gồm phi công, đều đã thiệt mạng. Máy bay rơi xuống sườn núi giữa rừng rậm và lực lượng chức năng chưa xác định được nguyên nhân tai nạn. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp hàng không của Nepal phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu vận chuyển người và hàng hóa giữa các khu vực khó tiếp cận, cũng như phục vụ khách du lịch leo núi và đi bộ đường dài. Tuy nhiên, ngành hàng không Nepal gặp nhiều vấn đề về bảo đảm an toàn do khâu đào tạo và bảo dưỡng kém, cùng với địa hình đồi núi hiểm trở và thời tiết thay đổi nhanh. Nepal đã gặp nhiều vụ tai nạn máy bay hạng nhẹ và trực thăng, làm nhiều người thiệt mạng trong những thập kỷ qua. Từ năm 2013, Liên minh châu Âu-EU cấm tất cả các hãng hàng không Nepal hoạt động trong không phận của họ do lo ngại vấn đề an toàn. Vụ tai nạn lần này xảy ra chỉ 2 tuần sau vụ tai nạn máy bay ở Kathmandu, Nepal khiến toàn bộ 18 người trên máy bay thiệt mạng, ngoại trừ phi công. Nepal nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, là nơi có 8 trong số 14 đỉnh núi cao nhất thế giới. Ở đây có nhiều sân bay nhỏ được đặt tại các khu vực đồi núi hoặc gần các đỉnh núi mây bao phủ. Trong 24 năm qua, đã có ít nhất 360 người thiệt mạng trong các vụ rơi máy bay tại Nepal. Cựu Tổng thống Donald Trump đã đến bang Montana cho một cuộc vận động vào tối thứ Sáu ngày 9 tháng 8 với hy vọng lật đổ thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ của bang. Nhưng máy bay của ông đã phải chuyển hướng đến một sân bay bên kia dãy Rocky do sự cố kỹ thuật. Chiếc máy bay Boeing 757 riêng của ông Trump được gọi với tên Trump Force One đang trên đường đến Bozeman, Montana thì bị buộc chuyển hướng vào chiều ngày 9 tháng 8 đến Billing, cách đó chừng 200 km về phía đông. Theo Jenny Rockel, trợ lý hành chính tại sân bay quốc tế Billings Logan, Rockel cho biết cựu tổng thống tiếp tục đến Bozeman bằng máy bay riêng. Chiến dịch của ông Trump đã đăng video ông xuất hiện khi hạ cánh, trong đó ông nói ông vui mừng khi ở Montana nhưng không đề cập đến việc hạ cánh bất ngờ này. Cựu tổng thống đến Montana để nỗ lực lật đổ thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đương nhiệm John Tester, người đang đối mặt với ứng cử viên thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa Tim Sheehy. Đây là một cuộc vận động duy nhất của ông Trump trong tuần này. Montana là bang mà ông đã thắng 16 điểm phần trăm 4 năm trước, thay vì một bang chiến trường vào tháng 11. Đối mặt với áp lực từ ứng cử viên Kamala Harris đang được gia tăng sự ủng hộ, ông Trump đã gọi những câu hỏi về việc thiếu các điểm dừng ở các bang chiến trường là ngớ ngẩn. Cựu tổng thống nói, tôi không cần phải đến đó vì tôi đang dẫn đầu ở những bang đó. Tôi đến vì tôi muốn giúp các thượng nghị sĩ và các hạ nghị sĩ được bầu. Ông sẽ thêm các điểm dừng gây quỹ ở Wyoming và Colorado. Đảng Cộng hòa đã thành công ở Montana trong hơn một thập kỷ và hiện đang nắm giữ mọi chức vụ trên toàn bang trừ ghế thượng nghị sĩ của Tester. Tester đã thắng mỗi cuộc bầu cử thượng nghị sĩ trước đây của mình với tỷ lệ sít sao. Ông tự nhận mình là một nông dân thẳng thắn, xây dựng các mối liên hệ cá nhân với người dân Montana và sẵn sàng tách rời đảng của mình về các vấn đề quan trọng với họ. Ông cũng đã trở thành một người gây quỹ thành công. Cuộc tấn công của ông Trump nhằm lật đổ Tester bắt nguồn từ công việc của nhà lập pháp này vào năm 2018 với tư cách là chủ tịch Ủy ban Thượng viện về các vấn đề cựu chiến binh. Tester đã tiết lộ hành vi sai trái trong quá khứ của bác sĩ riêng của ông Trump, Ronnie Jackson, khiến cho việc bổ nhiệm Jackson làm người đứng đầu bộ cựu chiến binh bị thất bại. Tổng thống Trump lúc bấy giờ đã coi vấn đề này là cá nhân và đã đến Montana 4 lần để vận động cho Matt Rosendale, người khi đó là kiểm toán viên bang. Rosendale đã thua với tỷ lệ 3 điểm phần trăm. Tester đã định vị mình tách biệt khỏi các đảng Dân chủ quốc gia. Trước chuyến thăm mới nhất của ông Trump, Tester đã cố gắng bảo vệ bản thân mình khỏi các cáo buộc ông là một phần của hệ thống Dân chủ bằng cách công bố tên của những người Cộng hòa ủng hộ ông, bao gồm cựu thống đốc Montana Mark Masicot. Chiến dịch của ông đã làm nổi bật hơn 20 dự luật, nhiều dự luật liên quan đến vấn đề của các cựu chiến binh mà Tester đã tài trợ và ông Trump đã ký thành luật. Tester cũng là đại biểu Dân chủ duy nhất từ Montana không bỏ phiếu ủng hộ bà Harris làm ứng cử viên tổng thống của đảng sau khi ông Biden rút lui. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris và người đồng hành trong cuộc đua, Thống đốc Minnesota Tim Walz, tiếp tục chiến dịch của họ qua các bang chiến trường quan trọng hôm 9 tháng 8 với sự kiện ở Arizona. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và bà Harris đã được ấn định. Họ dự kiến sẽ tham gia cuộc tranh luận trên đài ABC vào ngày 10 tháng 9 sau khi ông Trump tuyên bố rằng ông đã đồng ý tham gia cuộc đối đầu này hôm 8 tháng 8 cùng với hai cuộc tranh luận khác vào tháng tới. Các cuộc tranh luận dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 vẫn chưa được xác nhận. Ông Trump đã chỉ trích bà Harris và phó tướng Warren của bà trong cuộc họp báo đầu tiên của ông kể từ khi vé ứng cử viên của Đảng Dân Chủ được công bố. Chiến dịch của bà Harris đã gọi cuộc họp báo là một cuộc khủng hoảng công khai, đồng thời chỉ trích các chính sách của ông. Bà Harris nhận được sự ủng hộ lớn
từ tổ chức quyền dân sự Latino lâu đời và lớn nhất quốc gia, Liên đoàn Công dân Mỹ Latin LULAC, đã ủng hộ vé Harris Juan. Đây là lần đầu tiên LULAC ủng hộ một ứng cử viên tổng thống trong gần 100 năm lịch sử của tổ chức này.